Sáng cuối tuần không khí trong lành ghê. Ủa mà hôm nay trời không được đẹp cho lắm. Nhưng mà không sao, trời lạnh như thế này phải ăn một tô bún bò thì nó mới đã. Hello cô. Wow, bữa nay cô có cái cài tóc đẹp dữ trời. Ăn cái gì đây? Trời ơi, tới quán bún bò mà không lẽ ăn cơm sườn cô. Mà có ai mở hàng cho cô chưa? Để con mở hàng cho cô một tô nè. Ăn tô thường hay tô đặc biệt? Làm cho con tô 10.000 đi. What? Tiền thiệt á, chứ không phải tiền giả đâu. Nhìn gì nhìn dữ vậy? Sao ít bún quá vậy cô? Con không ăn rau muống đâu. Cho con nhiều nhiều bắp chuối xíu đi cô. Bún không trụng cô ơi. Ủa mình gì? Lâu lắm rồi đi nhé. Con không ăn hành. Con không ăn tiêu cô ơi, con không ăn được cay. Cho con thêm miếng ớt nữa đi, bán hàng mà tiết kiệm nữa. Con không ăn tiêu cô ơi, con không ăn được cay. Cho con thêm miếng ớt nữa đi, bán hàng mà tiết kiệm nữa. Mẹ cay tươi nhờ. Làm lâu nên hơi nguội trừ một điểm. Ủa mà bún bò không có bò mà sao có chả không vậy cô? Cô bán kỳ vậy. Mày ăn tô bao nhiêu? 10.000. Nè, con nói cô nghe nè, cô đừng nghĩ con là con heo không phải con người mà cô muốn bán thì sao cô bán nha. Mày câm mồm. Nè, con nói cô nghe nè, hành động của cô đang là phân biệt chủng tộc, phân biệt giống loài cô biết không? Dù con là con heo nhưng con cũng có quyền công dân cô biết không? Cũng cần phải được tôn trọng, cũng có ước mơ, cũng có lòng yêu nước nữa. Ủa? Gì vậy? Má, bán bún bò mà quạo thì khách nào dám tới lần hai. Trời má kêu không bỏ hành mà cũng lén lén bỏ vô cho bằng được đó nè. Trời má cái quần què gì vậy? Một tuần được có một ngày chủ nhật cũng không để tao yên nữa trời. Ê, tao ở đây nè, thằng gồng lùi. Một tuần mày hát 6 ngày là được rồi. Mày chừa lại một ngày chủ nhật để cho tao nghỉ ngơi nha. Mày mà hát một tiếng nữa. Má thằng này gan trời. Dám khi dễ mình luôn. Má thằng này súng không sợ điếc nè. Cuối cùng cũng được tận hưởng ngày chủ nhật trong yên bình. Lần này chơi lớn luôn. Trời ơi tôi muốn giết người, tôi đã